bắt đầu. Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hội thi nghiên cứu khoa học thành công rực rỡ. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Mai Anh và đây là bạn Trần Thị Lan Anh. Nhà chúng em đến từ lớp 9D của trường Trung học cơ sở Đình Cao. Hôm nay chúng em rất vinh dự được tham gia hội thi nghiên cứu khoa học cấp huyện năm học 2023-2024 do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đến với cuộc thi hôm nay, chúng em rất vinh dự được mang đến một đề tài mà chúng em đã ấp ủ từ lâu, đã quyết tâm cố gắng để hoàn thành kệ đề tài đó. Đề tài mà chúng em mang đến ban giám khảo, quý thầy cô giáo cũng toàn thể các bạn học sinh có tên là khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì và cách giải quyết. Tuổi dậy thì là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người, bởi đây là sự chuyển biến cả về thể chất, tinh thần và nhân cách. Đây là sự chuyển mình từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành, khiến các bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực ở trong cuộc sống. Điều này có thể khiến các bạn trở nên nhạy cảm, mất tự chủ. Hiện nay, khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đang có chiều hướng gia tăng, là nỗi lo âu cho gia đình, nhà trường và cả xã hội. Vậy để giải quyết vấn đề trên, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì và cách giải quyết. Để thực hiện được đề tài trên, chúng em đã bắt đầu quá trình nghiên cứu từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 10. Trong tháng 9 thì chúng em đã đi tìm hiểu những dấu hiệu nguyên nhân của khủng hoảng tâm lý ở tuổi dậy thì đối với các bạn học sinh, đã trao đổi với các thầy cô và các bạn học sinh về những khủng hoảng tâm lý ở tuổi dậy thì đó. Đầu tháng 10 thì chúng em đã đi thu thập số liệu và xử lý số liệu. Từ giữa tháng 10 cho đến cuối tháng 10 thì chúng em đã đề ra những giải pháp để giúp các bạn học sinh thoát khỏi cũng như là phòng tránh những cái khủng hoảng tâm lý ở tuổi dậy thì. Chúng em đã viết báo cáo, thiết kế poster và phân công nhóm thuyết trình. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm chúng em có đặt ra một số câu hỏi như: khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì xuất phát từ những nguyên nhân nào? Những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội? Làm sao để giải quyết được vấn đề trên? Để giải quyết được vấn đề trên thì trước tiên cần phải hiểu khủng hoảng tâm lý ở tuổi dậy thì là gì. Trong cuộc sống, những sự kiện bất ngờ có thể xảy đến với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào và ở bất kỳ nơi đâu. Đối với lứa tuổi dậy thì việc bị khủng hoảng tâm lý là một điều vô cùng quan trọng. Chính vì thế, việc chuẩn bị hành trang để các bạn có thể vững vàng, tự tin bước qua được mọi khó khăn trong cuộc sống là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều này giúp các bạn có thể phát triển khỏe mạnh và trưởng thành hơn. Vì vậy, có thể hiểu khủng hoảng tâm lý ở tuổi dậy thì là giai đoạn mà chuyển biến về những tâm lý của trẻ như là sự thay đổi hormone bên trong, nền tảng tâm lý chưa vững, cũng như là các mối quan hệ trong gia đình, xã hội và bạn bè hoặc sự xích mích. Tất cả những yếu tố trên đều là những nguyên nhân có thể khiến trẻ và các bạn bị căng thẳng, lo âu và mệt mỏi kéo dài. Một số dấu hiệu có thể nhận thấy của khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì như: các bạn thường xuyên chán nản, buồn rầu, không có thích thú với cuộc sống xung quanh, trở nên thay đổi tính cách, hay có những suy nghĩ tiêu cực hơn như làm hại bản thân mình, như việc tự tử, tham gia vào các tệ nạn xã hội, sử dụng các chất gây nghiện, các chất kích thích, quan hệ tình dục không đúng đắn. Với những ảnh hưởng nêu trên, vậy nguyên nhân là do đâu? Qua quá trình nghiên cứu, nhóm chúng em đã chia ra thành 5 nhóm nguyên nhân chính. Đầu tiên là đối với sự thay đổi về thể chất, các bạn còn thiếu kiến thức về giới tính. Nguyên nhân tiếp theo là từ phía nhà trường muốn tạo áp lực thi cử cho học sinh, chưa có đầy đủ các không gian sinh hoạt để các em giải tỏa sau những giờ học, phát huy sở trường của mình, hay chưa có những biện pháp về mặt tâm lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng em, hay một số ít giáo viên vẫn chưa thực sự quan tâm chỉnh đốn lại những suy nghĩ tư tưởng lệch lạc của học sinh. Nguyên nhân tiếp theo xuất phát từ gia đình, cha mẹ còn chưa quan tâm con cái, lắng nghe, tôn trọng sở thích của con, đặt áp lực lên con quá nhiều, so sánh con cái nhà mình với bạn bè ở trang lứa, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nguyên nhân tiếp theo là từ về phía xã hội. Hiện nay xã hội đang dần phát triển, từ đó các không gian sinh hoạt vui chơi của các bạn bị thu hẹp, các bạn vùi đầu vào trong các trò chơi điện tử, các mạng xã hội, chịu ảnh hưởng tiêu cực, không lành mạnh, bạo lực của các trò chơi. Nguyên nhân cuối cùng chính là ở phía các bạn còn thiếu tự chủ, không làm chủ được bản thân mình, dễ sa đọa vào các tệ nạn xã hội, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo. Trước những biểu hiện và nguyên nhân trên, việc ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý đối với các bạn học sinh là một điều vô cùng nghiêm trọng. Khủng hoảng tâm lý có thể khiến các bạn bị trầm cảm, ngày càng thu mình lại, không muốn giao tiếp với ngoài xã hội và dần dần có những cái suy nghĩ cũng như hành động lệch chuẩn, tiêu cực. Các bạn tệ hơn là các bạn có suy nghĩ là muốn bỏ nhà ra đi hoặc là muốn tự tử. Việc
Khủng hoảng tâm lý còn khiến cho sức khỏe của các bạn ngày càng trầm trọng và sức khỏe của các bạn ngày càng yếu đi, cho nên là dẫn đến những căng thẳng và mệt mỏi. Nó còn là một bức tường vô hình ngăn cách giữa tình cảm con cái với cha mẹ, khiến cho tình cảm gia đình ngày càng đi xuống. Để giải quyết vấn đề trên, cần sự chung tay giúp đỡ của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng. Trong đề tài nhóm nghiên cứu, nhóm chúng em đã mạnh dạn đưa ra một số phương pháp như sau. Đầu tiên là đối với bản thân, các bạn cần liên hệ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia tâm lý để hiểu rõ hơn về khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì. Cởi mở hơn, tích cực hơn, thân thiện hơn với gia đình, bạn bè và những người tin tưởng để có thể giải quyết những nỗi lo âu của bản thân mình. Hãy học cách thất bại tích cực, lấy cái thất bại ấy để hoàn thiện bản thân mình hơn, không đặt quá nặng áp lực lên bản thân mình. Tiếp theo là